Tổng hợp 1001 kiếp nạn concert Bonping Hà Nội khiến fan lên bờ xuống ruộng. YG thông báo sẽ tổ chức concert Bonping ở Hà Nội. Sau khi tung ảnh thông báo concert tại Hà Nội thì bị tung tin chưa xin cấp phép biểu diễn. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội chấp thuận cho nhóm nhạc Blackpink biểu diễn tại Hà Nội. Tung setlist diễn gồm 13 bài hát. YG xác nhận setlist diễn y hệt các concert khác. Lên luôn các bạn ơi! Ban tổ chức IME bị dư luận lên án, còn lý do vì sao thì ai cũng biết rồi đó. I can feel my leg and my arm. Ban tổ chức xin lỗi và giải thích. Thà như thế đi, ok? Ticketbox post bảng giá vé. Nhiều fan mua vé nhưng thanh toán không được và bị hoàn tiền. Quá nhiều phe vé, phát vé trình giá. Cơ quan chức năng phải họp lại và sẽ thông báo hủy hay tiếp tục diễn. Chính thức được diễn. Tới ngày 27 tháng 7 trước ngày diễn 2 ngày lại nhận tin bị yêu cầu ngừng diễn vì bản quyền. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Tối cùng ngày, ban tổ chức IME thông báo sơ đồ và lịch trình của concert trên trang cá nhân. Yeah, baby. Sau hàng loạt kiếp nạn, Blackpink có thể sẽ đối mặt với kiếp nạn tiếp theo, mưa dông ngày diễn ra concert. Qua được kiếp nạn này thì chắc V-Bring tu thành chín quả, tâm trạng cảm xúc lên xuống quá thất thường.